Chiều nay, ngày 31 tháng 10, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị công bố quy hoạch cụm công nghiệp Hoàng Văn Thụ và xúc tiến đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện Mai Sơn, Thuận Châu, Quỳnh Nhai và thành phố Sơn La cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã có nhu cầu đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hội nghị đã công bố quyết định số 2204 ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt bổ sung cụm công nghiệp Hoàng Văn Thụ vào quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Sơn La đến năm 2025. Theo đó, cụm công nghiệp có diện tích 60 ha tại xã Hua La và phường Trường Sinh, thành phố Sơn La. Dự kiến ngành nghề thu hút đầu tư công nghiệp chế biến nông lâm sản, chế biến thức ăn gia súc gia cầm, thủy sản, chế biến lương thực thực phẩm, may mặc, giày da, cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, sửa chữa máy móc thiết bị. Dự kiến trong giai đoạn 1 từ năm 2022 đến năm 2025 thực hiện lựa chọn nhà đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, lập quy hoạch chi tiết 1 trên 500, thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng 60 ha, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư thứ cấp Giai đoạn 2 từ năm 2016 đến năm 2030, hoàn thành xây dựng, đưa vào vận hành thường xuyên các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, thu hút đầu tư lấp đầy cụm công nghiệp. Tại hội nghị, các sở ngành, ủy ban nhân dân thành phố Sơn La đã giới thiệu quy chế quản lý cụm công nghiệp và phương án phát triển cụm công nghiệp, cơ chế chính sách thu hút đầu tư, chính sách hỗ trợ đối với các dự án phát triển kinh tế xã hội và cơ chế chính sách hỗ trợ đối với các dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp cơ chế chính sách đất đai, môi trường, tài nguyên nước liên quan đến các dự án thu hút đầu tư, giới thiệu về vùng nguyên liệu hiện có và tiềm năng phát triển vùng nguyên liệu nông sản phục vụ cho công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh để các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu, lập hồ sơ đầu tư dự án. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Công nhấn mạnh, Cụm công nghiệp Hoàng Văn Thụ đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt bổ sung vào quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Sơn La đến năm 2025 là cơ sở để thành lập và lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, thu hút các nhà đầu tư kinh doanh trong cụm công nghiệp, từ đó góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố, huyện Mai Sơn, Thuận Châu, giao sở công thương, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, mời gọi các nhà đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp tỉnh sơn la cam kết sẽ đồng hành tạo môi trường đầu tư thuận lợi thu hút các dự án đầu tư vào cụm công nghiệp